Rồi. Hôm trước chúng ta đã học cái bài đầu tiên là nói về cái môi trường lập trình Scratch. Mình nhắc lại một chút nhé. Là gì? Là nó là cái môi trường chúng ta lập trình điều khiển các cái nhân vật ở trên màn hình hay là trên sân khấu. Thì mặc định là có một con mèo là một nhân vật thôi. Và sân khấu là một sân khấu rỗng. Và chúng ta có thể là bổ sung thêm nhiều nhân vật và chúng ta có thể thay đổi cái nền sân khấu đó. Chúng ta có thể gì, chúng ta có thể lập trình điều khiển từng cái con vật một, từng từng nhân vật một, và mỗi nhân vật nó có một cái cửa sổ, và đây là chính là chúng ta đang nhìn trên màn hình, chính là cái cửa sổ của cái gì, cửa sổ của cái của con mèo đây, và các lệnh được nhập lập nhỏ ở đây nhé. Ở bên góc trái cùng bên phải trái là cái nhóm các cái lệnh. Tôi nhắc lại một chút nhé. Motion là cái nhóm lệnh điều khiển, lệnh chạy, lệnh chuyển động. Looks là cái nhóm lệnh thể hiện cái bên ngoài của nhân vật, thay đổi quần áo này, thay đổi trang phục này. Sound là cái nhóm lệnh về âm thanh. Events là nhóm lệnh các cái sự kiện quan trọng chúng ta sẽ được biết. Control là cái nhóm lệnh điều khiển lập trình lõi đấy. Sensing là cái nhóm lệnh cảm biến. Operators là cái nhóm lệnh các phép toán. Và bên dưới nữa là hai cái nhóm lệnh liên quan đến khởi tạo cái biến nhớ và lệnh tạo ra các cái thủ tục chúng ta sẽ học sau. Rồi. Hôm trước chúng ta đã học rất nhanh là cái lệnh là chúng ta có thể tạo ra con mèo, cho mèo kêu go go, meo meo, tạo cho con chó kêu go go, và con mèo chó có thể nói chuyện với nhau bằng các cái lệnh đơn giản, lệnh say, lệnh sao. Bây giờ chúng ta sẽ được học sâu hơn một chút về cái màn hình của cái sân khấu đấy và cách chúng ta điều khiển con vật chuyển động trên sân khấu đó nhé. Để các bạn cùng 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 quan sát với thầy nhé, và chúng ta biết tôi phóng to để nhìn nhé. Đây. Đây chính là sân khấu đây. Thì nó là cái gì? Sân khấu này thì nó là như này nhé. Các bạn chú ý rằng là con mèo nó sẽ được chuyển động xung quanh cái sân sân khấu này. Thì chúng ta chú ý là nó có hai cái tham số rất quan trọng cần phải chú ý. Một là cái tọa độ của con mèo. Hay nó khác là tọa độ con mèo trong sân khấu của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta anh một chút tôi vào đây một chút kia. Thầy, tọa độ có phải là tọa độ X và tọa độ Y không thầy? Đúng thế đấy, đúng thế. Thế thì đây, bây giờ thầy cho các em xem cái này nhé. Thì cái tọa độ sân khấu nó như thế này. Là sân khấu chúng ta là nó tính theo bước nhá, tính theo điểm của cái hay là bước được của nhân vật. Thì cái chiều rộng của sân khấu là bao nhiêu? Chiều rộng là có chiều rộng là 480 bước. Được chưa? Chiều cao là 360 bước. Ở giữa là cái tâm điểm giữa của sân khấu chính là cái tọa độ 0,0. Thì mỗi một cái điểm trên màn hình này, con mèo con chó ở đó thì nó có hai tọa độ x và y. X là cái tọa độ gì? Tọa độ của trục x. Con có hiểu không? Và tọa độ y là tọa độ trên trục y. Đó, thì cái điểm ở giữa này là điểm là có tọa độ 0,0. Còn ở đây là có tọa độ là gì? Tọa độ là x chỉ là 240 và y bằng 0. Ở chỗ này là x thì là âm 240 bằng 0. Ở đây là cái tọa độ của con, ở đây là gì, là x thì bằng 0, y bằng 180. Ở dưới này là x thì bằng 0, y bằng âm 180. Còn ở góc trên này nhá, góc cái điểm A này là có tọa độ là x thì bằng 240, y bằng 180. Đó, thì chúng ta phải chú ý đến cái tọa độ của nhân vật nhé. Thứ hai là con chú ý điều thứ hai các bạn cho trọng nữa là cái hướng, tức là mỗi một nhân vật ấy nó luôn là nhìn về một hướng, và hướng này như sau này. Hướng nhất là nhìn bên phải đấy nhất là 90 độ, còn nhìn thẳng lên trời là 0 độ, nhìn thẳng xuống là âm 180 độ, nhìn chéo lên góc trên này là 45 độ. Như vậy là mỗi một cái con vật là có một hướng, thì mặc định là nó sang cái gì, mặc định là nó hướng sang bên phải là 90 độ,
chúng ta có thể điều khiển hướng của nhân vật. Nhưng mà khi chúng ta tạo ra một nhân vật mới thì mặc định là nó hướng về bên phải, tức là hướng là 90 độ. Như vậy là mỗi một nhân vật nhé, mỗi một nhân vật trên màn hình ý, là chúng ta sẽ quay lại cái này để cho con quay lại cái này nhé. Đây thì nó luôn là hướng về bên bên phải là 90 độ. Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số cái lệnh mà điều khiển cái hướng và tọa độ của con mèo nhá. Đây. Con thấy không nào? Thì ở đây nhá, bây giờ chúng ta có thể ở đây là x gì, đây là y này. Chúng ta chuyển động nhá. Ở đây gì? Ở vị trí này con mèo có tọa độ là gì, là x là -101 và y bằng 45. Thấy chưa nào? Còn đây là hướng của mèo vẫn là 90 độ. Thế thì mèo nó sẽ có những cái lệnh sau đây để chúng ta chú ý này. Nó có những lệnh như này nhá, là chúng ta chú ý nhá. Một là cái lệnh là đây là lệnh là chuyển động về theo hướng của con mèo là bao nhiêu bước về phía trước. Đây là lệnh là quay sang bên phải bao nhiêu độ. Đây là lệnh quay sang bên trái bao nhiêu độ. Chúng ta có thể nhập số ở đây nhá. Đó. Đây là lệnh rất là quan trọng. Tiếp theo này, chúng ta có một số lệnh sau nữa này, là cái lệnh như thế này này, lệnh đây là lệnh chúng ta, đây là lệnh chúng ta có thể đổi hướng cho con mèo. Mặc định của nó là 90 độ đây. Nhá. Như vậy đây là cái lệnh đổi hướng của con mèo. Còn lệnh nữa là lệnh này, lệnh là di chuyển con mèo đến một cái tọa độ nào đó trên màn hình x, y đây. Bây giờ ở đây nhá, con mèo đang ở đây nhé. Bây giờ thầy sẽ xoay con mèo hướng về lên trên nhé. Thì thầy làm gõ, thầy gõ đây là số 0. Hướng lên trên là 0 độ. Là 0 độ, đây đấy. Mình chạy thử nhé, để mình kích động cái lúc này chạy này. Mà thấy không? Thế là mèo nó hướng lên trên chưa? Thấy không nào? Vậy mèo được hướng lên trên rồi. Đó thì mình ta lại cho mèo hướng về bên phải. Ta gõ vào đây, ta gõ, ta có thể kéo đi ta chuyển. Hoặc là ta bấm, ta gõ giữa, ta gõ cái số lên 90 ở đây. Đấy. Cái giấy đúc vào đây. Đấy, mèo là quay về bên phải 90 độ, được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ làm một số cái lệnh nhỏ nhỏ cho ta hình dung nhá. Điều khiển mèo. Bây giờ thầy muốn như sau này. Bây giờ mèo xuất phát từ vị trí này đi. Ban đầu đây, được chưa? Tốc độ là nhá, tốc độ là -149 và đây là -87 nhá. Người ta muốn là mèo sẽ chuyển động sang bên phải một cái quãng đường là 180 chẳng hạn, sau đó quay bên trái đi độ lên trên. Xong lại về bên trái bên phải xong lộn xuống, đúng là một vòng, là đúng là một cái đi một vòng xung quanh sân khấu. Chúng ta làm thử nhá. Đây, bây giờ làm thử này, bây giờ chúng ta làm lập trình như ta cho mèo nhá. Bây giờ chúng ta vào cái lệnh event mà chúng ta chọn cái lệnh mà đây, cái này là cái lệnh, bây giờ thầy cho nó nhỏ lại nhìn dễ hơn nhá. Đấy, này đầu tiên nhé. Đầu tiên ta để cho mèo nó chuyển động về cái chuyển động từ vị trí này, chúng ta gọi lại cho đây. Chúng ta gọi cái lệnh là go to xe đây rồi, xe đây nhá. Đấy, chúng ta gọi cái lệnh là như đây nhỉ, nhìn thấy được là âm đi, âm 100 đi. Và y thì đây là 45 mà. Y đây là 45. Không, y đây là -100 đi. Đấy, tức là ban đầu khi bắt đầu chương trình thì là mèo chuyển động về cái biểu tọa độ là vị trí là -100 và y cũng là -100 nhá. Rồi, sau đó chúng ta sẽ làm như sau, là chúng ta sẽ cho mèo chuyển động sang bên phải, dùng lệnh move sang bên phải. Được chưa? Là ví dụ như là 150 bước đi, 150 bước. Đó. Sau đó là mèo sẽ làm sao? Sau đó là mèo sẽ quay sang bên trái. Chúng ta quay sang bên trái đi, 90 độ. Vậy là mèo sẽ chuyển động từ đây nhé, sang bên này nhé. Quay giá 90 độ. Sau đó mèo sẽ chạy lên trên. Quay trái, tức là mèo đang từ 90 độ quay sang trái thành ra 0 độ. Mèo sẽ di chuyển lên trên, ta dùng lệnh này. Di chuyển lên trên nhé. Di chuyển lên trên cũng là 100 độ đi, 100 bước đi. Sau đó lại quay trái. 90. Cứ như vậy ta làm cho nó quay, nó làm 4 lần. 1 lần này, 2 lần này,
đúng không? Một lần này, hai lần, ba lần, bốn lần, đấy là ba lần thôi nhỉ. Một lần này, hai lần này, ba lần này, và lần cuối cùng là ở đây. Ta cho nó quay lên trái lần nữa, được chưa? Là 90. Như vậy ta chú ý nhất này, đây là một lần này, một lần này, một lần đi này, lần thứ hai là như này đúng không, lần thứ ba là đây, lần thứ tư là đây. Đấy, chạy thử nhé. Xong các bạn có nhìn thấy là mèo chạy không nhá? Bấm thử này, có thấy không? Ôi, có thấy không nào? Nó chạy nhanh quá nên mình không nhìn thấy. Bây giờ ta làm chậm lại nhá. Bây giờ chúng ta cho vào nó, chúng ta cho vào cái lệnh là wait một giây, tôi cho vào giữa này, nó sẽ chậm lại đấy. Cho vào đây nhá, cho vào giữa vào đây nhá. Thì kiểm tra nào. Ngúp đây là 100 nhé, đây là 150, đây phải đây là 150 cho nó tròn 150 nhé. Ở đây là 150 trên 100. Đây là 150 đúng không? 150. Vậy là không, hay nhầm chỗ này. Đây nhé, một lần này, hai lần này, ba lần này, đấy, lần tư không cần nữa. Ta chạy thử nhé, từ đầu nhé. Đây, chạy thử này. Ôi, không, thầy bia thầy là từ đầu như sau này. Từ đầu thầy cho nó hướng về bên phải trước nhé. Đây, dùng cái lệnh này. À, thì cho nó mà dùng cái lệnh là gì? Dùng cái lệnh là quanh sang hướng bên. Đấy, đây nhá. Quay cho bên phải là chạy thử thế nào. Đấy, lại này. Quay là 4 lần đúng không nào? Đó. Thế nhưng chúng ta vừa mới làm cái chương trình đơn giản là cho con mèo chạy từ bên trái sang bên phải và quay lên quay xuống, như vậy là làm 4 lần. Bạn có nhìn thấy không? Đây là những lệnh mà chúng ta chú ý nhé. Như vậy là cái lệnh point indirector này, lệnh là direction này là quay, là cho con mèo nó quay về hướng nào đó. Lệnh go to XE là lệnh đặt con mèo tới vị trí nào đó. Lệnh move là chủ động về phía trước, được chưa? Turn trái và turn phải là quay bên phải, quay bên trái. Đây là cái lệnh mà điều khiển con mèo nó chuyển động ở trên cái màn hình của chúng ta. Chúng ta chỉ nhớ là có hai cái tham số quan trọng nhất là hướng của nhân vật và thứ hai là tọa độ của nhân vật, và chú ý tọa độ là theo x y nhé. Và con cái tọa độ của màn hình là chiều dài là 480 và chiều cao là 360. Thế bây giờ thầy sẽ làm tiếp một cái bài tập khác. Thì ở đây thôi. Bây giờ các bạn thấy nhé, ở chỗ này là có bốn cái nhóm này giống nhau nhé. Một này, hai này, ba này, bốn. Thầy đưa thêm một đêm lệnh nữa cho nó giống hệt nhau nhé. Như vậy là bốn lệnh này là giống nhau. Thế thì chúng ta có cái lệnh nữa trong 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 lập trình là cái lệnh là có cho phép là lặp, lệnh repeat là lặp lại. Thì đáng lẽ chúng ta để là bốn lệnh như thế này, một này, hai này, ba này, bốn giống nhau. Bây giờ chúng ta cần một thôi. Chúng ta bỏ ra như thế này và chúng ta đưa vào đây, và chúng ta đưa vào đây là wow, đây là 4. Thì đây là cái lệnh mà nó lệnh mà cho phép là nó lặp đi lặp lại chỗ này là 4 lần. Đó. Thì chúng ta thêm lệnh nữa, lệnh repeat thì lại rất hay dùng nhá. Chạy lại này, bỏ đi này. Chạy lại này. Đó, lệnh lại chưa? Như vậy là dùng lệnh repeat thế này để repeat 4 lần. Để mà ta lặp lại lệnh ở bên trong này, đó là cái lệnh mà đầu tiên các bạn học nhé. Rồi bên lệnh này chúng ta sẽ ghi lại, sẽ lưu lại ở đây nhé. Cái đèn này cứ bị nổi lên đi, được chưa? Rồi
Bây giờ chúng ta ghi lại, chúng ta dùng lệnh này, lệnh save to your computer để ghi lại nhé. À, thầy ghi lại vào trong máy của thầy thành một cái bài để ta nhớ cho buổi. Đây, Scratch 1 nhé. Bài 2 nhé. Bây giờ thầy sẽ cùng các bạn làm một bài mới nhé. Bài mới đi nhé. Thì bây giờ thầy sẽ cho các bạn lệnh sau đây này. Một cái lệnh mới nó sẽ được học này. Bây giờ thầy thầy bị áo rồi. Ôi, của thầy bị áo ra rồi. Các bạn có nhìn thấy gì không? Không ạ. Có nhìn thấy gì không? Không nhìn thấy, thấy thầy ạ. Không ạ. Thấy chưa? Không ạ. Chưa thấy ạ. Đã nhìn thấy gì đâu thầy? Con nhìn thấy rồi. Vừa đấy thầy bị ao ra mà. Con nhìn thấy rồi. Có rồi thầy. Vừa nãy thầy bị ao ra, bây giờ phải vào lại xong. Thầy bắt đầu lại nhá, tiếp tục nhá. Nào, bây giờ share cái này nào. Rồi. Các bạn có nhìn thấy rõ không? Đây. Bây giờ thầy sẽ... Nhìn rõ chưa? Rõ rồi ạ. Rõ rồi nhé, bây giờ thầy làm. Bây giờ thầy muốn cho các mèo nó chuyển động mà vô hạn trên màn hình nhé. Thì dùng lệnh gì? Bây giờ muốn cho mèo chuyển động vô hạn thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh này. Đây này. Chúng ta dùng vào control, chúng ta dùng cái lệnh là forever. Thì forever là cái vòng lặp vô hạn để cho nó mèo nó chuyển động vô hạn. Được chưa? Thế bây giờ thầy sẽ em dùng cái lệnh là múp như thế này để cho nó múp 10 bước nhưng mà nó hiện liên tục vô hạn lần, lặp liên tục vô hạn lần. Nếu mà để như này, để như này thì mèo hết chạy ra ngoài màn hình mất. Thì bây giờ có một lệnh khác rất hay là lệnh là điều khiển mèo mà khi vào đập vào cạnh như sân khấu thì nó bật trở lại. Lệnh này nhá. Các bạn, mà lệnh này là cái lệnh là đây, lệnh này, lệnh rất hay dùng luôn. Là cái lệnh nhà đây, if on edge bounce, là cái lệnh mà điều khiển khi mà mèo gặp cạnh ấy thì nó sẽ bật trở lại. Ta đưa vào đây bên trong vòng lọc forever này, lọc bên miễn này, được chưa? Đó, bây giờ chúng ta chạy thử cái này nhá. Bạn thấy là mèo nó sẽ chuyển động, là nó chuyển động vô hạn ở trên màn hình nhé. Đây. Thấy chưa? Đó. Thế bây giờ thầy muốn cho nó chuyển động. Vì sao là nằm ngang nhỉ? Vì nó luôn luôn chuyển động là gì? Nó luôn hướng về bên phải. Thế bây giờ thầy muốn là cho nó chuyển động ngẫu nhiên thì thầy sẽ cho một cái lệnh khác để cho nó xoay đi. Ban đầu thầy cho nó cứ xoay một góc đây. Thế cho nó quay một góc bất kỳ, ví dụ như là quay xoay đi một góc là góc này chẳng hạn, 5 độ ở đây nhé, chỉ cùng này. Đó, thì khi bắt đầu vào chương trình là mèo sẽ quay xoay về hướng 45 độ, là hướng chéo lên trên, được chưa? Và sẽ à, đau ngấm. Và sẽ gì à, và sẽ chuyển động vô vạn lần, tạm thử nhé. Đó. Để gọi cái cốc kia vào để vỡ tan bây giờ. Thấy chưa? Đó thì cái lệnh mà là if on edge bound nó là như vậy. Thấy không nào? Đó. Bây giờ đây là cho con mèo nó chuyển động không phải đi ngang nữa mà nó bắt đầu góc của nó là 45 độ. Thì cái lệnh if on edge bound là cho phép là mèo nó khi đập vào cạnh nó sẽ bật trở lại theo hướng là hướng đối xứng gương. Rồi thế bây giờ chúng ta sẽ làm thêm lệnh nữa cho nó hay nhé. Điều chúng ta muốn điều khiển là khi mà mèo nó đập vào cạnh ấy thì nó sẽ kêu meo meo.
Đó, thì đó lệnh đầu tiên mà các bạn, tôi cho các bạn xem lệnh nó rất hay. Thì cái lệnh mà một con vật khi chạm một vật khác mà tương tác ấy, thì các lệnh đó người ta nằm trong lệnh người ta gọi là lệnh cảm biến. Đây là lệnh, làm những lệnh rất hay đấy, khi mà các con vào sau này mà học những lệnh mà điều khiển sensor hay điều khiển các cái robot ấy, thì bắt buộc phải học các lệnh cảm biến. Thì trong Scratch có rất nhiều lệnh cảm biến, thì chúng ta sẽ học lại sau đây nhé. Chúng ta sẽ vào cái lệnh và cái nhóm là sensing, các bạn sẽ được làm quen những lệnh cảm biến đầu tiên của Scratch. Thì bây giờ thầy sẽ cho phép các con làm cái lệnh đầu tiên nhé. Đây, cái lệnh này là lệnh là touching. Lệnh touching là nó cho phép chúng ta là các bạn sẽ được học đầu tiên những cái lệnh về cảm biến, là nó cho phép gì, nó điều khiển là nó cho phép chúng ta nhận biết là khi nào thì mèo chạm cái gì đó. Đây, tôi cho ra chọn là edge. Edge là cạnh, cần là cạnh của sân khấu nhé. Cái lệnh là touching edge là như sau này: khi mà mèo mà chạm phải cạnh ấy thì nó trả lại giá trị là đúng, còn ngược lại nó trả lại giá trị là gì, là sai. Thế bây giờ để điều khiển cái này thì chúng ta sẽ dùng lệnh nữa, sẽ học ngay bây giờ là lệnh là nếu thì, tức là điều khiển nếu cái này thì cái này. Chúng ta vào control và chúng ta vào cái lệnh if. Đây, if then, được chưa? If then thì chúng ta sẽ điều khiển mèo như sau này. Nếu đây là nếu nhé, nếu thì này, nếu mà chạm vào cạnh, ta đưa cái này vào đây này. Đó, đây nhớ lại, đây là cái hàm lệnh cảm biến nhé. Khi mà mèo mà chạm vào cạnh thì cái hàm này nó trả lại là đúng, thì ta đưa vào đây. Nếu mà mèo mà chạm cạnh thì gì, thì cái mèo mèo chúng ta vào lệnh sao và chúng ta chọn cái lệnh là start sao mèo mèo vào đây. Đó, và chúng ta đưa cái này vào bên trong của chỗ này, ta đưa vào giữa đây. Đó, đấy, thì ta được một cái lệnh, một cái bài toán hoàn chỉnh hơn rồi đấy. Là đầu tiên là đây nhé, đây lệnh nhé, mèo sẽ xuất phát ban đầu là quay về hướng 45 độ này, sau đó là luôn di chuyển mãi mãi về phía trước, là chết rồi, hết thời gian rồi, có nhìn rõ không? Hết thời gian rồi. Có nhìn thấy gì không? Mèo kêu. Hả? Các bạn có nhìn thấy gì không? Đấy à? Ừ. Đó nhá, thì đó là cái như vậy là đây là hôm nay bài học đầu tiên là như thế thôi, hôm nay là hết thời gian mất rồi. Rất là tiếc nhá. Thì như vậy chúng ta học được một vài cái lệnh rất quan trọng, là cái lệnh gì? Là cái lệnh là điều khiển, là lệnh forever, lệnh lập mãi mãi này. Lệnh lập mà theo số lượng cố định là repeat này. Lệnh if nhá, là lệnh điều khiển nếu thì. Đó. Thì đây là được cái lệnh đầu tiên chúng ta học, là lệnh mà mèo cho mèo di chuyển ngẫu nhiên ở trên màn hình, được chưa? Đó. Thế thầy 20:40 mới tan cơ mà thầy. Thì cứ học nhá, sợ đâu hết giờ thôi. Thế bây giờ thầy sẽ làm tiếp cho con lệnh khác nhá. Thầy sẽ cho là trong chương trình sẽ cho thêm vào con chuột nữa nhá. Để cho ok đi. Nhà nào cũng mèo vi tính. Chủ chặt quá mất rồi. Nó lại bị treo máy nữa rồi. Các bạn có nhận được cái gì không? Thầy ơi, con thoát cái này nhé. Sao? Thôi vậy hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Hôm nay là con không thể nói được nữa vì là nó bị treo máy, nó bị ao ra mấy lần rồi. Thôi để tôi xem lại các cái công cụ này rồi ta sẽ... Tôi muốn trong bài tập của các bạn là đưa thêm con chuột nữa. Con mèo và chuột cùng chạy trên màn hình. Xong mà khi mà mèo mà va phải chuột thì mèo sẽ ăn chuột. Nhưng mà có lẽ là để buổi sau ta học cái đó. Nhé.
Mày không biết đâu. Đó là thầy ạ. Hôm nay dừng ở đây thôi.